được nguồn nhá. Tự về mo này. Hai nếm volume từ về mo. Xoay lên vị trí đặt ban đầu. Ok chưa? Đây là các cổng đầu vào nhé. Đây là cổng đầu vào tự tìm tín hiệu đầu vào nhé. Cổng nào có tín hiệu thì sẽ bật sáng của đấy nhé. Hiện tại đang là cổng TGM. Đây là hai loa đấy nhé. Hình thức nha.